nước ép táo, bà con ta biết nước ép táo hết phải không bà con? Nước ép táo là ta sử dụng, ta uống, ta sử dụng nước ép táo là nó tốt, tốt vô cùng cho sức khỏe đó bà con, chứ không phải không, tốt cho sức khỏe vô cùng. Nhưng mà có một số người và có một số bệnh thế này, vui lòng đừng có uống nước ép táo. Đó là những người có bệnh hóa trị, loại thuốc chống cao huyết áp, tiểu đường, dạ dày, bệnh gan, người thiếu máu, người có bệnh thận. Những người thế này vui lòng đừng uống nước ép táo. Uống vào thì bệnh chúng ta lâu lành, lâu bớt, lâu khỏi, không tốt gì cho sức khỏe cả. Đó là những người đang hóa trị dùng loại thuốc chống cao huyết áp, người có tiểu đường, bệnh dạ dày, bệnh gan, người thiếu máu và người bệnh thận. Những người này vui lòng đừng uống nước ép táo bà con nha. Uống nước ép táo thì không tốt gì cho sức khỏe, cho nên vui lòng đừng uống nước ép táo. Đó là người đang hóa trị những loại thuốc chống cao huyết áp, tiểu đường, dạ dày, bệnh gan, người thiếu máu và bệnh thận là vui lòng đừng uống nước ép táo nha bà con. Đó không tốt gì cho sức khỏe và bệnh lâu lành, lâu bớt, lâu khỏi nha bà con ơi. Còn ngoài ra nước ép táo nó có lợi cho sức khỏe vô cùng. Nó giúp tăng cường sức khỏe, hỗ trợ tiêu hóa, giảm huyết áp, cải thiện độ ẩm của cơ thể, giảm hệ thống tuần hoàn, được tốt cho tim mạch, đột quỵ, hỗ trợ bù nước, tăng cường khả năng miễn dịch, tốt cho não bộ, tốt cho việc giảm cân, tốt cho da, tóc, hen, xuyễn, tốt bà con ha, tốt, nó tốt như vậy đó. Nhưng mà bà con ơi, nó tốt như vậy mà không phải là chúng ta cứ ăn bao nhiêu cũng được. Mỗi ngày ta chỉ uống một ly, trong như ly uống cà phê, uống 6 ngày liền là nghỉ một ngày, chứ không phải tốt là uống bao nhiêu cũng được đâu nha bà con. Cho nên bà con muốn cho nước ép táo nó có lợi cho sức khỏe cho mình, nó giúp cho tăng cường được sức khỏe, nó hỗ trợ được tiêu hóa, giảm huyết áp, cải thiện độ ẩm cơ thể, giảm hệ tuần hoàn, tốt cho tim mạch, tốt cho đột quỵ, hỗ trợ bù nước, tăng cường khả năng miễn dịch, tốt cho não bộ, giảm cân, hen, xuyễn và tốt cho da, tóc. Đó bà con à. Cho nên không phải tốt là ta uống bao nhiêu, ta sử dụng bao nhiêu cũng được. Mỗi ngày ta chỉ uống một ly, giống như ly ta uống cà phê, mỗi ngày chỉ một ly và uống 6 ngày liền. Uống 6 ngày liền, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 6 ngày liền liền như vậy thì phải nghỉ một ngày rồi mới tiếp tục uống là nó tốt, tốt cho sức khỏe của mình. Cảm ơn bà con.